Chào anh em nhé, thì hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm mod của bạn Quỳnh anh em nhé. Mod này là mod Android nha anh em. Thì cách tải thì nó dễ, cài đặt để chơi được thì nó hơi phức tạp anh em ạ. Trong tương lai nếu bạn đấy làm video hướng dẫn thì anh em vào xem, chứ bây giờ thì chưa thấy bạn đấy có video hướng dẫn anh em nhé. Thì vừa vào thì map tối đen này như bị lỗi ấy. Mà thôi, cái mở đầu thì mình không quan tâm lắm, quan tâm là cái trải nghiệm mà map như thế nào thôi. Đây là con zombie đưa thư nhưng mà ở phiên bản Android đúng không? Chắc thế rồi. Mình nhớ không nhầm thì con zombie đưa thư ở trên PC thì nó chạy nhanh với cả nó đi xuyên cây. Thì chắc là ở Android thì nó vẫn thế thôi. P-Soctor thì được boost thêm một tí anh em. Được boost thêm có tỷ lệ bắn ra dưa hấu. Với cả giá được giảm đi 25 săn. Một mặt trời ở đây thì là 50 săn anh em nhé. Và cái con zombie đưa thư kia thì đúng như mình nghĩ anh em ạ. Nó chạy nhanh và hình như nó có khả năng đi xuyên thật. Đúng rồi, nó chạy nhanh thật. Mà nó mỏng dính à. Màn 1 thì nói chung là không có gì là khó cả. Vì đây là mod mình tải trên web nên là sẽ không có tiếng game anh em. Quay sẽ không quay được tiếng game. Nên mình ghép nhạc tạm vào nhá. Chứ không thì nó nỏ lắm. Ui, thở mỏ ngay, vãi lên. Mời nhá. Mới màn 2 rồi mà đã thấy không giòn đấy anh em ạ. Đùa này giết nó kiểu gì anh em? Mẹ, nó cầm cái cửa này, mình có P-Soctor thì bắn đi một quyết à? Cái xô đã khó đánh rồi, bây giờ còn cái cửa vãi lìn luôn. À mà con ớt này có khả năng... À đúng rồi, tự hủy anh em ạ. Kéo đây, cờ kiểu gì này? Thịt mẹ là sao chừa em nhá. Mình cũng chả biết nói gì nữa, nhưng mà cái con cầm cờ máu trâu vách cả linh hồn á. Với cả nó đè bẹp mọi thứ anh em ạ. Nói chung là bút cây thì ít mà bút rô mình nhiều. Quái lì nạ chết rồi nó vẫn cố dẫm được con nữa. Chịu rồi. Game bút gì bút thì bút căng vậy. Bút ít thôi, anh còn thở nữa em ơi. Bút thế này chết anh rồi. Quái lì luôn. Lại thêm biến thể gì ở đây mẹ ơi. Bắn thì bắn như này chết rồi, đỡ đâu được. Đánh phải dùng biện pháp mạnh đấy anh em ạ. Lại thì bố láo bố lêu. Đấy anh em nhìn xem, mấy giáo sư cân bằng nhìn xem như này được không? Còn chưa đến cờ mà đã toang ngay rồi. Với cả mấy cái con đội chốt giao thông kia nó còn được tăng tốc độ chứ. Mẹ đánh khổ vãi lìn nè. Cây bút hơi ít em nhé. Em bút thế này chết anh rồi. Pha cuối này mình sẽ đặt cờ vào cherry bomb anh em ạ. Đây rồi, cherry bomb. Vãi lìn, cherry bomb một chiều không sốc được. Đồ má con cầm cờ trâu vậy. Rồi, thua trận đầu thì nói chung là cũng không có gì lạ cả. Mình biết được thêm thông tin nữa là cherry bomb có khả năng làm chậm anh em nhé. What the dog doing? Huh? Tin chuẩn không anh em? Sao nó thế này anh em? Không biết cherry mấy P-Soctor ăn được nó không nữa. Nhưng mình mong phép màu. Tỷ lệ kiểu éo rồi đấy. Vãi lên tỷ lệ ạ. Mà game bịp thế vẫn giết được cố con P-Soctor của mình kìa. Lại thêm con bốn lòng nữa. Mà thôi, mình sẽ dùng cherry bomb khử nó sớm trước khi nó càn quét tem mình anh em nhé. Lại vào chế độ tuyển thủ thôi. Đã xong màn 3 rồi. Nói chung là hên xui đấy anh em. Nhưng mà đánh này cũng có cảm giác ok đấy. Mẹ gì mà sớm vậy. Mới có màn 4 mà. Cho người khác chơi game với em ơi. Em làm mod thế này thì dành cho mấy ông chơi hát thôi à. Đùa chứ sao nhanh thế này. Mới đầu game nên mà gì mà căng vậy. Hình như con này nó chỉ đứng đấy thôi anh em. Nó chỉ đỡ đạn thôi chứ nó không có ý trộm cây anh em ạ. Đu xà thì nhảy xa thêm một ô anh em nhé. Còn con bóng màu dục kia nhìn là phải biết hai quả lổ rồi. Cherry bomb ở đây bị giảm đam rồi anh em. Đây rồi, biến thể này có tác dụng gì nhỉ? Mẹ anh đồng xu đúng không? Đâu xem mà, mẹ cái gì đây? Vãi lìn ăn bluetooth à?
Thông minh lắm. Này thì mình chịu thôi anh em. Nó chơi này thì bố mình cũng không đỡ được anh em ạ. Mị à chứ khôn đếch chịu được. Vua nút có nội tại lổ nhưng mà lổ éo tới anh em ạ. Mẹ nó chưa mất dạy thật sự. Và chỉ mong trong cơn say thôi không sao anh em ạ, trận đầu để test cây cũng như để test khả năng zombie thôi, còn sang trận sau thì lại phải bật chế độ tuyển thủ đấy anh em. Đã xong rồi anh em, nói chung là game kỹ năng mà. Màn nào cũng được như mấy màn này thì tốt đấy anh em ạ. Đánh đúng kiểu kỹ năng luôn. Chưa chơi màn này nhưng mà mình nghe đồn là anh em bảo là cái màn này nó không phải khó nữa mà nó kiểu vô lý ấy. Chỉ đồ ba đúng thật mẹ luôn, vừa mới đầu game mà. Thì vô lý thật anh em ạ. Thế này đỡ nào được. Mạnh rút lui được không? Thế thôi thì đánh được bao nhiêu đánh thôi. Màn này mình đã zombie khỏe rồi còn mộ nữa chứ. Mà mộ ở mod này thì nó lại mất dạy lắm anh em. Nó cứ một đợt zombie thì nó sẽ ngoi lên chứ nó không phải một đợt cờ anh em ạ. Thế mới khổ chứ. Mà tỷ lệ mộ ra mấy con zombie khỏe nó cực nhiều luôn. Tuyệt quá, tuyệt quá. Thế mới là hảo hán. À thì anh có lời khuyên cho em như này. Nếu lần sau em làm mod thì em có thể nhờ một người nào đấy chơi hộ mod em. Nếu như em không có thời gian chơi đấy, chẳng hạn sau đấy thì em nghe cảm nhận của người ta xem những màn nào nó vô lý thì em chỉnh lại được không em? Chứ anh thật sự muốn làm một video về mod thì anh nghĩ để cho nó hoàn hảo thì nó vẫn hay hơn là một mod vô lý em ạ. Nhưng mà em giục anh quá nên là anh làm một video cũng coi như để khuyên em. Em nên đầu tư thêm thời gian vào mod em nhé. Lâu cũng được không sao em ạ. Miễn là lúc mod mình nó xuất bản ra mà nó ít lỗi hoặc là nó không quá vô lý là được em. Chứ như trên video này thì thắng kiểu gì em. Nhân phẩm như nào mới được chứ. Tỷ lệ mộ nó xuất hiện ra zombie mạnh là đến 95% rồi. Thì hầu như là không thể thắng nổi đấy. Anh nói thật. Cái màn này hầu như là nó kiểu nó là lỗi rồi em ạ. Và đây cũng là trận mình hên nhất mới được như này thôi chứ còn mấy trận khác thì hết cứu. Mà vẫn phải còn 2-3 đợt phía sau nữa anh em ạ. Đây là trụ không nổi. Mỗi đợt thì nó mộ nó mọc thêm cũng như là zombie trong mộ xuất hiện nữa. Sau khi đánh không có hy vọng gì thì bạn ấy cũng cân bằng lại màn 1.5 anh em ạ. Nhưng mà các màn khác thì bạn ấy không có nói là sẽ cân bằng lại. Mình cũng không biết rằng các màn khác sẽ như nào. Vãi lìn nó. Vãi. Cái gì đây? Okay. Có thể là mình xui. Có thể mình xui nhưng mà màn 1 là có con cầm cờ anh em ạ. Màn 1 ở bản trình lại là có con cầm cờ. Và cái con đưa thư này nó cũng trâu hơn nhá. Có thể là xui đấy. Xui cũng được không sao cả. Violin. Violin luôn. Mẹ lần trước mình giết hai con này dễ lắm. Nhưng mà bản này nó bút máu lên rồi anh em. Nên là bắn mãi là éo chết được hai con anh em ạ. Chỉ bắn được một con thôi. Như nãy thì đánh đấm chó thì bút máu lên trâu quá. Màn này thì anh em bảo mình kỹ năng cái gì. Cây thì có một cây. Đấy nó cứ ra thế này thì mình chơi kiểu gì. Em ấy bảo là ra mod khó, zombie đi nhanh cho mình đỡ buồn ngủ. Nhưng mà cái màn này thì có cái gì đâu. Trồng mỗi một cây ra rồi nằm cầu nguyện đấy chứ biết làm sao. Thôi tải auto kick rồi đi ngủ anh em ạ. Nào thắng thì có video nhá. Sắp đến cờ rồi, sắp đến cờ rồi, nào cố lên, cố lên. Nào, nào, con cầm cờ ra đi, con cầm cờ ra đi. Đúng rồi. Ngon, thắng màn 1 như phá đảo map đấy anh em ạ. Đồ mê. Cuối cùng thắng rồi. Còn mấy màn kia thì mình sẽ cắt đi nhá. Đến màn 1.5 thì mình sẽ quay tiếp.
Sau khi chỉnh sửa thì mình thấy là zombie đi chậm hơn khá nhiều cái màn này nhá anh em nhá. Vì cả không còn mộ nữa anh em ạ. Cái màn này chủ yếu là do mộ nó gánh thôi chứ không có mộ thì Ok đấy, cân bằng đấy em ạ. Ok ok nhá. Màn này thì có thêm con zombie cầm hộp quà anh em ạ. Con này thì hình như là khi nó chết thì nó nổ, đúng rồi. Khi nó chết nó nổ anh em ạ. Bốn cái máy cắt cỏ mà nãy thua, mình đặt luôn mìn ở hàng cuối cho chắc bài luôn này. Xem thắng nổi không anh em ạ. Mình thua nào được. Mình sẽ bảo vệ cậu hay chị. Mong rằng ta sẽ kết thúc ở đây. Lại lập trình rồi, bốn cái máy cắt cỏ nó éo đi. Nó lại còn cử một con chạy nhanh ra đỡ quả mìn của mình. Sau đấy nó mới cho con cầm cờ đằng sau ạ. Khôn vãi lì luôn. Mìn này giá không đồng và có khả năng mọc lên luôn anh em nhé. Nói chung là cây mìn này thì bút ác luôn. Nhưng mà vẫn nổ được một ô đây anh em ạ. Sau khi chỉnh lại thì mấy cái màn này nó khó hơn. Vì cái con zombie đưa thư kia nó được tăng sức mạnh mà anh em. Nên là đầu game nếu nó ra zombie đưa thư thì tỷ lệ mất máy cắt cỏ đến 90% anh em ạ. Nhưng mà trận nào mà nó ra ít thì chắc chắn là mình phải thắng rồi. Đây rồi, lại đến mấy cái màn mà anh em than lên than xuống rồi. Cái màn 1.7 này ở cái phiên bản mới này anh em lại bảo vô lý này rồi. Mẹ. Nhảy một phát 4 ô anh em ạ. Mẹ con này được tăng sức mạnh, con đu xà được tăng sức mạnh rồi. Còn pi băng thì được cũng được tăng anh em. Có khả năng đóng băng với cả nằm chậm, nhưng mà nằm chậm thì bị giảm đi khá nhiều thời gian đấy anh em. Nằm chậm được có một tẹo thôi à. Còn đóng băng thì cũng ok. Con này biết đẳng cấp này. Hiểu không? Con này biết thể hiện hết kỹ năng. Mình nhắm mắt là thua thôi chứ có làm được cái gì đâu. Lúc nào cũng phải thầy, lúc nào cũng phải đến cái tay của thầy hết. Thế này chịu rồi. Mẹ nhảy cả map thế này đỡ nào được. Vãi lìn ạ. Mẹ nó đu xả nó khó, nó còn có thêm mộ thế này, chết không nhá. Mà không sao, đây đồ mà. Mộ này thì hết cứu rồi anh em ơi. Mộ này, mẹ cây nó quá yếu so với cái mộ anh em ạ. Mà mộ ở đây là mỗi đợt zombie là mọc một lần. Mà mỗi lần mọc lên thì tỷ lệ zombie mạnh là cực kỳ cao luôn. Nói chung là màn này cũng y như màn 1 năm rồi. Cây nó quá yếu so với zombie anh em ạ. Nên là mình nghĩ là mình cũng không qua nổi đâu. Đánh như này thì thật sự mất hết cả hứng. Đố má, đánh đang hăng thì lại đánh đến cái màn mà mình không nhìn thấy đường thắng rồi anh em. Ít ra đánh mấy cái màn kia thua thì mình vẫn nhìn thấy hy vọng nó to lắm. Nó đúng kiểu mất khó. Nhưng mà đánh như này thì mình chịu thôi. Vì cái mộ ở đây tỷ lệ mọc ra zombie mạnh là nó cực kỳ cao luôn. Chứ nếu nó thấp thì còn được. Nó mọc ra mấy con zombie cơ bản thì ok không sao. Nhưng đây nó mọc ra toàn mấy con ở trên tít map mái nhà rồi là map sương mù thôi. Mà mình cũng chả có cây để counter bọn zombie đấy nữa. Ít ra phải có con ăn mộ hoặc là mấy cây đậu này nó được tăng sức mạnh. Hoặc là đợt mộ đấy là đợt mộ cuối cùng á. Thì còn được, chứ đây cứ một đợt zombie là có một mộ nó ngoi lên mà toàn con khủng bố thì anh chịu đấy em ơi. Riêng cái con Gangatua mắt đỏ kia là mình mất một cái máy cắt cỏ rồi anh em ạ. Xong rồi lại còn mọc lên toàn quái vật nữa chứ. Để nguyên bản trận này đánh nguyên với đu xà thôi đã khó lắm rồi anh em ạ. Mà bây giờ mình còn phải đánh với bọn zombie nó chênh lệch đẳng cấp với cái cây của mình quá. Nên là mình chịu rồi anh em. Đến đây là được rồi anh em ạ. Nói chung là hên hay xui thì màn này cũng hết cứu thôi. Vì đợt mộ nó ra liên tục mà. Cùng lắm thì may mắn được một đợt thôi, chứ còn đến đợt thứ hai là toàn con mạnh nó ra thôi. Không cứu nổi anh em ạ. Thôi đến đây đây anh em. Một trận đấu cảm xúc là khi mình biết rằng mình có thể thắng. Chứ như này thì mình cũng không biết nói gì luôn anh em ạ.